chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, ngày hôm nay Hiển tiếp tục đợt thứ tư phát quà Tết. Những phần quà được quý cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho bà con. Thì ngày hôm nay là địa điểm mình phát là ở trong Sóc Trăng. Thì ngày hôm nay Hiển phát là chủ yếu là những ông bà cô chú lớn tuổi, neo đơn khó khăn bán vé số, hay là lụm ve chai bán hàng rong ở ngoài đường. Những gia đình mà khó khăn thì sẽ nhận được những phần quà ngày hôm nay. Dạ, thì ngày hôm nay là mình có tổng cộng 75 phần quà. Thì sau đây Hiển xin chia sẻ về danh sách được quý cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho 75 phần quà ngày hôm nay. Dạ. Tổng số tiền Mỹ nhận được trong ngày hôm nay là 36.150.000 đồng. Thì trong đó là có cô Hà Chú Thành ở Mỹ gửi tặng 1.400.000 đồng, anh Minh Hạnh ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.470.000 đồng, chị Đời Nguyễn ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.470.000 đồng, chị Mỹ Giang ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.470.000 đồng, anh Trần Chí Bang và chị Nguyễn Thùy Ngọc Thanh Thủy, anh Trần Kevin ở Paris Pháp gửi tặng 6 triệu đồng, cô Lisa ở Atlanta Mỹ gửi tặng 600.000 đồng, cô Nhi Dương, chị Hương Quỳnh ở Sài Gòn gửi tặng 600.000 đồng, cô Lý Hoài Tuyết ở Seattle Mỹ gửi tặng 5 triệu đồng, cô chú Thủy Hùng ở Canada gửi tặng 200 Canada tương ứng 3.620.000 đồng, gia đình của Huy Celia Thiệu Khương Khánh An ở Canada gửi tặng 100 Canada tương ứng 1.810.000 đồng, gia đình Hào Kim Tệ Nghi Bỉnh Hy ở Canada gửi tặng 300 Canada tương ứng 5.430.000 đồng, anh Quốc Hiển ở Canada gửi tặng 50 Canada tương ứng 905.000 đồng, chị Đông Phương ở Canada gửi tặng 50 Canada tương ứng 905.000 đồng, anh Ban chị Liễu ở Mỹ gửi tặng 100 đô Mỹ tương ứng 2.470.000 đồng. Dạ, tổng số tiền mình nhận được là 36.150.000 đồng. Thì vừa gọi là danh sách quý Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho đợt phát quà thứ tư ngày hôm nay. Và những cô chú Mạnh Thường Quân đã gửi tiền cho Yến mà phát quà. Nếu mà cô chú anh chị không thấy tên của mình ở trong danh sách ngày hôm nay thì cô chú anh chị thông cảm, mình xem lại video đợt 1, đợt 2, đợt 3 để mình coi nha cô chú anh chị. Nếu mà coi cả 4 đợt mà nếu mà vẫn không có tên mà cô chú đã gửi cho Yến thì xin liên hệ cho Yến. Yến sẽ cố gắng hoàn thành sớm trong trước Tết cho cô chú anh chị. Và hiện tại là đợt này coi như là đợt thứ tư mà số tiền Mỹ nhận Mạnh Thường Quân góp chung vào. Còn một đợt thứ năm Mỹ sẽ phát được vào ngày hôm sau nữa, là cái đợt thứ năm là được một nhóm gia đình của các cô chú Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ đã giúp đỡ riêng. Thì cái phần này sẽ đợt phát vào đợt thứ năm. Nha, là mình còn một đợt nữa là trước Tết luôn nha cô chú anh chị. Ngày hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, là ngày đưa ông Táo về trời, là chuẩn bị còn 7 ngày nữa là Tết rồi. Dạ, thì Yến cũng xin một lần nữa cảm ơn quý cô chú Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho bà con những phần quà Tết rất là ý nghĩa. Đặc biệt ngày hôm nay rất nhiều cô chú ông bà bán vé số khó khăn ở ngoài đường nhận phần quà ngày hôm nay. Dạ, sau đây Hiển xin nói lại về phần quà của mình. Phần quà của mình là tương tự như bữa giờ mình phát luôn cô chú anh chị. Mỗi phần quà bao gồm một bao gạo 10kg là như vậy nè cô chú anh chị. Ở đây mình có 75 bao là 75 phần nha. Mỗi bao gạo của mình là được tặng một chai nước tương. Dạ. Và bên đây là các phần quà. Thì cái chỗ này Yến phát đó là Yến mượn nhà của cô chú bán tạp hóa luôn, tại vì Yến mượn ngôi cái sân trước của cô chú để phát cho dễ. Dạ. Thì trong cái phần quà của mình là sẽ có 1kg đường nè cô chú anh chị, 1kg đường, 1 gói bột ngọt, dạ, 1 chai nước mắm, 1 lon sữa bò, dạ, 1 lon sữa bò, dạ, 1 chai dầu ăn, 1 gói hạt nêm, dạ, và 1 lốc cá mòi. Lốc cá mòi là 10 lon nha cô chú anh chị, lốc cá mòi 10 lon, dạ, và cái này là chai nước tương. Thì chai nước tương là mình mua mua 10kg gạo người ta tặng cho mình, dạ. Do là hai ngày nay Yến phát liên tiếp đó, cho nên là Yến chuẩn bị cái phần vô quà này vô không có kịp. Thì bây giờ gần tới giờ phát rồi, bây giờ mới vừa vô xong luôn. Thì bà con người ta cũng đang đến cho nên là Yến phải nhanh để mà Yến phát quà. Dạ, kế tiếp đó là trong cái phần quà của mình là có thêm một cái hộp bánh nha cô chú anh chị. Cái hộp bánh giống như vậy nè cô chú anh chị. Hộp bánh này thì cái giá cũng tương đương với hộp bánh bữa hổm luôn. Nhưng mà hộp bánh này thì khác cái là không có cái tay cầm thôi. Dạ, nhưng mà giá thì là tương đương. Dạ, thì Yến cũng phát để cho bà con người ta chưng Tết đó cô chú anh chị. Dạ, ở đây mình cũng có 75 hộp. Và cuối cùng ở trong cái phần quà của mình thì còn thêm là 100.000 đồng tiền mặt nữa. Đó là phần quà của mình. Thì sau đây Yến xin nói về cái số tiền của mình nha cô chú anh chị. Dạ.
Mỗi phần quà của mình là 479.000 thì bao gồm 10 kg gạo là 170.000, tặng một chai nước tương, một lốc cá mòi là 73.000 đồng, một ký đường là 24.000, một chai dầu ăn 25.000, một gói bột ngọt là 27.000, một chai nước mắm 13.000, một lon sữa bò là 16.000, một gói hạt nêm là 5.000, một hộp bánh là 26.000 và tiền mặt là 100.000 đồng. Và đó là cái phần quà của mình 479.000. Thì Yến cũng xin chia sẻ về cái số tiền mình chi ra cho đợt phát quà thứ tư ngày hôm nay. Tổng Yến nhận được là 36.150.000 đồng. Dạ, thì trong đó là có 75 phần quà, mỗi phần là quà 479.000 thì tổng bằng 35.925.000, tiền bồng gói quà là 40.000, tiền bốc vác là 200.000. Tổng số tiền của mình là 36.165.000 đồng. Dạ, mình không có tiền vận chuyển nhưng mà vẫn có tiền bốc vác là 200.000 nha cô chú anh chị. Mình tặng cho cái người mà người ta tiếp mình ghim đồ á cô chú anh chị. Dạ. Một lần nữa Yến cũng xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho bà con ngày hôm nay. Thì bây giờ là do thời gian gấp rút cho nên là Yến sẽ phát liền ngay bây giờ luôn cho bà con. Dạ. Dạ bác ơi, của Mạnh Thường Quân tặng cho bác nha. Dạ bác cầm cái này nha. Dạ con cảm ơn bác. Dạ cho bác cho con xin gửi cái tiền nha bác ha. Dạ con để ở sau cho bác nha. Dạ rồi, bác về mạnh khỏe nha bác ơi, ăn Tết vui vẻ nha. Dạ. Dạ cảm ơn bác. Dạ ngà mình phơi của Mạnh Thường Quân tặng cho cô nha cô ha. Con chúc cô năm mới ăn Tết vui vẻ nha cô ha. Dạ cho con gửi cô nha. Dạ có ai ghi tiếp không cô? Có. Dạ, đâu người ghi tiếp ở đâu cô? Mà lấy đấy cho mẹ. Con giùm cô tôi đại đi. À, nặng lắm cô ơi. Dạ. Em ơi giờ nặng lắm em ơi. Đem đây con. Mẹ chung lấy này đi con, xách này cho mẹ. Cảm ơn nha. Dạ, dạ ăn Tết vui vẻ nha cô ha. Dạ rồi mình đi tới đây nha cô ha. Từ từ thôi. Dạ. Rồi Mạnh Thường Quân tặng cho mình ăn Tết nha anh ơi. Dạ, anh về ăn Tết vui vẻ nha. Cho em xin gửi cái 100.000 nha. Dạ. Dạ để dưới chân giùm nha. Rồi để lên giùm chị ha. Để lên giùm chị ha. Dạ Mạnh Thường Quân tặng cho cô nha cô ơi. Dạ cô về ăn Tết vui vẻ nha cô ha. Dạ để con ghim đồ ra cho cô nha. Dạ. Rồi để coi chú để đâu chú ơi. Dạ. Dạ rồi để lên giùm con nha. Dạ. Rồi đem ra con. Ừ. Dạ cô ơi, của Mạnh Thường Quân tặng cho cô nha cô ơi. Dạ để con lấy đồ ra cho cô nha. Dạ cô về ăn Tết vui vẻ ha cô ha. Con gửi cô chúc tất cả dồi dào sức khỏe ha. Dạ dạ cảm ơn cô. Rồi dạ. Dạ rồi từ từ thôi nha cô ha. Dạ rồi chú ơi, của Mạnh Thường Quân tặng cho chú nha chú ơi. Dạ chú về mạnh khỏe ha. Dạ rồi cảm ơn nhiều. Rồi ghim ra xe cho chú giùm. Dạ dạ dạ. Dạ Mạnh Thường Quân tặng cho chú nha. Dạ chú về. Dạ chú về ăn Tết vui vẻ nha chú ha. Dạ rồi. Dạ ghim đồ ra cho chú giùm con. Dạ dạ rồi 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 chú đi về. Dạ về mạnh khỏe nha chú ha. Dạ cô ơi. Dạ cô về ăn Tết vui vẻ nha. Dạ dạ đây cô ơi. Dạ của cô nghe. Dạ rồi ghim đồ bển cho bển. Rồi qua đi ghim đồ bển cho cô luôn ha. Dạ dạ cô ơi, Mạnh Thường Quân tặng cho cô nghe. Dạ rồi cô về ăn Tết vui vẻ nha. Dạ rồi. Dạ. Mạnh Thường Quân tặng cho chú nghe. Dạ rồi chú về ăn Tết vui vẻ nha. Dạ rồi anh này anh Vinh tiến. Mạnh Thường Quân tặng cho mình nha cô ơi. Dạ cô về ăn Tết vui vẻ nha. Dạ rồi đưa qua cho cô giùm. Dạ rồi. Dạ. Dạ cô ơi, Mạnh Thường Quân tặng cho cô nghe. Cô về ăn Tết vui vẻ ha. Dạ rồi đưa đồ cho cô giùm con. Rồi. Yeah. Rồi xách giùm cô, xách giùm cô. Đây. Dạ rồi. Ngồi đi ngồi nữa mà. Dạ cô ơi, Mạnh Thường Quân tặng cho cô nha. Cô về ăn Tết vui vẻ nha cô ha. Dạ. Rồi lấy đồ ra cho cô giùm con nha. Dạ. Dạ. Chú ơi, Mạnh Thường Quân tặng cho chú nha. Dạ rồi. Chú về ăn Tết vui vẻ ha chú ha. Dạ. Dạ cho một phần quà cho chú nha. Dạ. Dạ con gửi chú nha. Dạ. Rồi, đây mình dở cái bánh lên nha chú. Dạ. Dạ, dở cái bánh lên dạ. Chú có ai vinh tiếp không? Có. Dạ, chú ơi Mạnh Thường Quân tặng cho chú nghe chú ơi, chú về ăn Tết vui vẻ ha. Rồi đưa tới đây. Để là dạ rồi, dạ con gửi chú nha. Mạnh Thường Quân tặng cho mình nha cô ơi. Dạ, cô về ăn Tết vui vẻ ha. Dạ. Cô này ghen không nổi đâu. Dạ để rồi cô qua đây đi. Dạ đi xe ôm ha. Dạ qua đây đi xe ôm nữa phòng. Dạ. Dạ Mạnh Thường Quân tặng cho cô ha cô ơi. Dạ. Cảm ơn. Rồi cô về ăn Tết vui vẻ nha. Dạ. Đâu ai ghen cho cô? Đây là xe.
bước tới Vinh. Dạ, okay, rồi, dùm. Rồi Vinh ra xe cho cô đi, Vinh ra xe ôm cho cô đi. Dạ, rồi cô đi theo. Cô đi theo cô này giùm con nha. Đứng qua lỗ rồi ha. Dạ. Rồi. Rồi Mạnh Thường Quân tặng cho chú nha. Dạ rồi, chú về Tết vui vẻ ha. Mình lấy phần quà này nha chú ơi. Dạ. Dạ rồi, đây nè chú ơi. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Dạ chú ơi, Mạnh Thường Quân tặng cho chú nghe. Dạ chú về ăn Tết vui vẻ ha. Dạ. Rồi đây của chú nghe. Dạ. Dạ. À, cho con dướng cái bọc của con. Dạ. Rồi đúng rồi đó. Rồi, chú ơi Mạnh Thường Quân tặng cho chú nghe chú ơi. Dạ chú về ăn Tết vui vẻ. Dạ không sao, không sao, không sao. Dạ. Rồi, rồi tí từ từ thôi nha chú ơi. Dạ. Rồi, dạ, rồi đi qua đây ha chú ha. Dạ cô ơi, Mạnh Thường Quân tặng cô nha. Dạ rồi cô. Dạ cô về ăn Tết vui vẻ ha. Dạ. Rồi, nói không cô? Dạ. Rồi Mạnh Thường Quân tặng cho bé nha. Dạ rồi. Dạ, bé bị bệnh không chú chị? Bé ai ghen cho bé? Dạ, cho mẹ bé ghen cho bé. Dạ. Bà nãy giờ bà ghen lại cho bà lên ra đây nè, bà xách hàng đưa cho bà. Bà lên trước đây. Rồi, đi qua đây nè con, đi qua đây nè. Bé qua đây nè. À. Thường Quân tặng cho cô ha cô ơi. Cô về ăn Tết vui vẻ nha. Dạ rồi. Kinh nghinh tiếp đi tôi, kinh tiếp ra hỏa giùm con đi. Dạ. Xe bà đâu? Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ cho bà ơi, Mạnh Thường Quân tặng cho bà nha bà ơi. Dạ bà về ăn Tết vui vẻ ha. Dạ để cho con là cô. Đây đây còn học bánh nữa. Bánh đi chưa? Đây bánh bánh làm bánh. Dạ rồi, dạ. Dạ. Chú ơi Mạnh Thường Quân tặng cho dạ, chú nghe rồi, rồi dạ. Chú về ăn Tết vui vẻ nghe. Dạ rồi. Đưa học phần quà cho chú dạ. Thường Quân tặng cho cô ha cô ơi. Dạ cô về ăn Tết vui vẻ nha. Mốt bánh nó dạ. Đưa vậy rồi đưa chuyện sao. Dạ rồi cô ơi. Rồi có ai ghen tiếp không? Để xe bên kia. Để xe bên kia hả? Rồi để con ghen. Dạ dạ. Dạ. Được không? Được không? Rồi rồi. Cảm ơn nha. Dạ rồi cô ơi, Mạnh Thường Quân tặng cô nghe. Dạ cô về ăn Tết vui vẻ ha cô ha. Dạ rồi. Dạ ông bác ơi, Mạnh Thường Quân tặng cho ông bác nha. Dạ ông bác về ăn Tết vui vẻ ha. Dạ rồi bỏ. Rồi đây phần quà. Dạ cô ơi, cô về ăn Tết vui vẻ ha. Dạ. Dạ. Mạnh Thường Quân tặng cho mình nha cô ơi. Dạ con cảm ơn cô, Mạnh Thường Quân tặng mình đó. Dạ. Rồi rồi. Dạ rồi rồi cô lấy phần quà này về giùm con ha. Dạ. Rồi. Cô cầm cái này ha. Dạ rồi. Rồi. Dạ. Mời cô ơi, cô. Dạ đợi 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 con lấy bao gạo ra cái. Ờ để cái cây này lên hả? Rồi coi giở tay đi. Đó. Rồi. Rồi coi coi coi. Dạ rồi, con để đây cho cô nha. Dạ đây cô cầm hộp bánh nha cô ha. Rồi còn cái phần này nữa. Dạ rồi. Để trước hay để sau không? Dạ để sau ha. Dạ. Rồi. Dạ cô ơi con gửi cô tiền nha cô ha, cho con xin cái phiếu nha. Rồi mình về ăn Tết vui vẻ cô ha. Dạ. Cô ơi Mạnh Thường Quân tặng cô nha. Dạ rồi cô nhận phần quà mình về ha. Dạ Mạnh Thường Quân tặng cô nha. Dạ. Dạ. Rồi. Cô ơi Mạnh Thường, ô chú ơi Mạnh Thường Quân tặng chú. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi mình về mạnh khỏe nha bà ơi. Dạ. Dạ. Dạ từ từ thôi. Dạ. Mình để đây đi, để đây đi. Dạ. Dạ Mạnh Thường Quân tặng chú nha chú ơi. À, chú giữ. Dạ. Dạ. Mạnh Thường Quân tặng chú nha chú ơi. Dạ. Chú về ăn Tết vui vẻ ha. Dạ. Nổi không chú? Dạ. Rồi rồi chú ghen đi. Dạ. Để lấy phiếu hả đưa qua. Dạ Mạnh Thường Quân tặng mình là cô ơi. Dạ. Rồi cầm đi. Nói lại. Rồi rồi rồi. Dạ coi chừng đó. Dạ Mạnh Thường Quân tặng mình nha chị ơi. Dạ rồi chị về ăn Tết vui vẻ, mình ghi phần quà nha. Dạ Mạnh Thường Quân tặng chú nha chú ơi. Dạ ăn Tết vui vẻ nha chú. Mạnh Thường Quân tặng mình nha cô nha. Dạ rồi cô về ăn Tết vui vẻ nha. Mà khách khéo quá. Tôi sau lưng. Dạ bà ơi đây nè. Dạ Mạnh Thường Quân tặng bà nha. Dạ bà về ăn Tết vui vẻ nha. Dạ. Dạ. Rồi, rồi để con ghen ơi, bà về ăn Tết vui vẻ ha. Đây con ghen tiếp bà. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Mạnh Thường Quân tặng cho cô nha. Dạ rồi, cô về ăn Tết vui vẻ ha. Dạ. Đừng bọc gạo không? Dạ, rồi cô về ha, đây nè cô ha. Mới lợi mới lãnh được á. Dạ rồi, dạ rồi cô về ăn Tết vui vẻ ha. Dạ. Mạnh Thường Quân tặng cho mình nha cô ơi. Dạ, cô về ăn Tết vui vẻ ha. Dạ. Mạnh Thường Quân tặng chú nha. Dạ rồi chú về ăn Tết vui vẻ ha. Dạ. Rồi ghen ghen giùm cho chú này. Dạ cô này. Dạ. Dạ Mạnh Thường Quân tặng chú nha. Dạ rồi chú về ăn Tết vui vẻ ha.
Mạnh Thường Quân tặng chú nha. Dạ rồi rồi dạ. Rồi dạ. Dạ rồi ghim cho chú này à. Nè cô đi nè. Nè. Dạ Mạnh Thường Quân tặng mình nha cô ơi. Dạ cô về ăn Tết vui vẻ. Chú sao ạ? Dạ. Dạ Mạnh Thường Quân tặng chú nha. Năm mới vạn sự như ý. Dạ. Mãi không già. Dạ con cảm ơn chú nghe. Dạ. Dạ. Rồi Mạnh Thường Quân tặng cô nha. Dạ rồi cô về ăn Tết vui vẻ ha. Dạ rồi để nha chú rồi để ghim ra cho chú nha. Dạ. Rồi cho chú phần quà nha. Dạ. Dạ rồi chú về ăn Tết vui vẻ ha. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Dạ chú cứ lấy cái này ha. Dạ Mạnh Thường Quân tặng chú nha. Dạ chú về ăn Tết vui vẻ ha. Dạ bà ơi của Mạnh Thường Quân tặng bà nghe. Dạ chúc cô cậu đi nước ngoài cho. Dạ dạ con cảm ơn Mạnh Thường Quân tặng mà bà nghe. Dạ cảm ơn chú này. Dạ ăn Tết vui vẻ ha. Dạ cảm ơn nhiều. Dạ Mạnh Thường Quân tặng cho bác nghe, bác dạng tốt vui vẻ ha bác ha. Dạ dạ coi chừng góp nha bác ơi. Dạ dạ rồi Mạnh Thường Quân tặng cô nha cô ơi, cô dạng tốt vui vẻ ha. Cảm ơn nhiều. Dạ rồi dạ Mạnh Thường Quân tặng chú nha chú ơi. Dạ chú về ăn Tết vui vẻ nha. Dạ đây cho con nha. Mạnh Thường Quân tặng cho mình nha chú ơi. Dạ chú về ăn Tết vui vẻ ha. Dạ rồi con để đâu giờ cô? Dạ con để đâu? Dạ 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 con để bịch bánh vô vỏ ha. Dạ dạ gạo vô. Dạ gạo sở đức á cô ơi. Dạ cảm ơn cô. Về về ăn Tết vui vẻ nha cô ơi. Dạ rồi rồi giờ về ăn Tết vui vẻ nha cô chú ha. Dạ rồi mình chúc năm mới dồi dào sức khỏe. Dạ vô như nước con cảm ơn cô. Về mạnh khỏe nha cô ha. Dạ Mạnh Thường Quân tặng cho chú nha chú ơi, chú về ăn Tết vui vẻ ha. Đây là chú Mạnh Thường Quân tặng cho cô nha. Dạ cô về ăn Tết vui vẻ ha. Dạ rồi mình qua đây lấy quà nha cô. Mạnh Thường Quân tặng chú nha. Dạ chú về ăn Tết vui vẻ ha. Dạ rồi mình lấy đồ rồi mình về. Dạ Ý ơi Mạnh Thường Quân tặng cho Ý nha. Dạ rồi Ý về ăn Tết vui vẻ hay ha. Dạ rồi. Dạ. Dạ rồi. Dạ bây giờ mình ra để lên đây ha Ý ha. Sách về nổi không? Nổi. Dạ. Rồi để cái bánh lên trước đi. Dạ. Ơi dạ rồi em về ăn Tết vui vẻ ha. Dạ cảm ơn. Chị Duyên tiếp ra cho em. Dạ cái bao gạo nổi không? Nổi. Dạ đi. Cảm ơn. Dạ. Mạnh Thường Quân tặng mình nha cô nghe. Dạ cô về ăn Tết vui vẻ dạ. Nha. Dạ rồi. Dạ để con cái này nên nhờ nó đó con. Rồi cái nối về nó chở nha. Rồi. Cảm ơn con nha. Mạnh Thường Quân tặng cho bác ăn Tết nha bác ơi. Dạ rồi bác về ăn Tết vui vẻ nha. Mạnh Thường Quân tặng mình ăn Tết nha bác ơi. Dạ Mạnh Thường Quân tặng mình ăn Tết. Dạ con cảm ơn bác nha. Dạ Mạnh Thường Quân tặng cô ăn Tết nha. Dạ Mạnh Thường Quân tặng cô ăn Tết nha. Dạ cô ăn Tết vui vẻ nha. Dạ rồi. Dạ. Dạ kính thưa cô chú anh chị, ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành trao đợt vào Tết thứ tư 75 phần quà, mỗi phần quà là 479.000 được quý cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho bà con. Hôm nay là cô chú anh chị thấy là những ông bà cô chú là đi bán vé số nè, ngồi xe lăn bị tai biến, hoặc những cô chú bán hàng rong ở ngoài đường rất là nhiều, và những cô chú này thường là đa số là có hoàn cảnh là neo đơn và rất là khó khăn cô chú anh chị, cho nên nó lớn tuổi mà vẫn phải đi mưu sinh ở ngoài đường, thì nhận được phần quà này rất là mừng cô chú anh chị. Hồi nãy là cô chú anh chị thấy là có một số ông bà là có xe máy đến chở, thật ra là do là các cô chú này là không có đi nổi nữa cho nên nó là đi xe ôm, chủ yếu là đi xe ôm đến thôi cô chú anh chị. Cho nên trước giờ khi mà phần quà Yến phát thì lúc nào Yến cũng gán xin thêm cho có tiền mặt, tại vì cái tiền mặt là chủ yếu là để cho đi xe ôm đó cô chú anh chị. Tại vì nhiều cô chú là không thể nào mà đi bộ nổi hay là đi xe đạp nổi, cho nên là phải đi xe. Và thì một lần nữa cảm ơn quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm rất là nhiều đã giúp đỡ cho bà con những phần quà Tết rất là ý nghĩa. Hôm nay là đã xong đợt thứ tư rồi, hiện còn một đợt nữa là đợt thứ năm nữa là hoàn thành rồi. Dạ thì hôm nay mình phát thì lúc mà phát hồi nãy thì có hơi lu bu lộn xộn một chút, mong cô chú anh chị thông cảm. Tại thứ nhất là này mình phát ở trong trong thành phố, trong trung tâm, do là mình phát cho những ông bà cô chú lớn tuổi thì ta cũng sợ bị mất phần đó cô chú anh chị, cho nên là hơi
hơi chen lấn, hơi lộn xộn, với lại cái khâu mà vận chuyển thì bữa nay lực lượng rất là ít, cho nên đó là mình không có đủ để mình phát cho nó gọn gàng được. Dạ mong cô chú anh chị thông cảm. Dạ một lần nữa cũng xin cảm ơn quý cô chú Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho bà con. Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi các video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.